Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 26 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Lào Cai tổ chức gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 20 năm thành lập hội. Công ty Corolex xử lý tốt nước thải ra môi trường. Thầy giáo Phạm Trịnh Cương Chính, Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão huyện Ân Thi có nhiều sáng kiến trong giảng dạy. Công an Tiên Lữ điều tra làm rõ vụ lái xe ô tô đâm thương vong 4 người đi bộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Khoái Châu phối hợp với Hội đồng Hương Hưng Yên tại thủ đô Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho ông Lê Văn Khoa ở khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Lê Văn Khoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện nay ông bà đều tuổi cao nuôi một người con bị bệnh tật. Tại buổi lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga hỗ trợ trao tặng số tiền 50 triệu đồng. Ngày 25 tháng 3, tại thành phố Lào Cai, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Lào Cai tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 20 năm thành lập hội. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Hội đồng Hương Hưng Yên tại Lào Cai hiện có hơn 400 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội. Trong 20 năm qua, những người con Hưng Yên sinh sống và làm việc tại tỉnh Lào Cai luôn đoàn kết gắn bó. Các chi hội duy trì sinh hoạt định kỳ và các hoạt động mừng thọ tình nghĩa. Mặc dù sống xa quê, nhưng những người con Hưng Yên tại tỉnh Lào Cai luôn tự hào về truyền thống quê hương, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương Hưng Yên và tỉnh Lào Cai. Trong không khí đầm ấm vui vẻ của buổi gặp mặt đầu xuân, đồng chí Tạ Hồng Quảng chúc mừng những kết quả của Hội đồng Hương Hưng Yên tại Lào Cai và đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng hai tỉnh Hưng Yên và Lào Cai ngày càng giàu đẹp. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên tổ chức chương trình Ngày hội STEM năm 2018 với chủ đề Chuyên Hưng Yên 4.0. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên. Giáo dục STEM là một mô hình giáo dục hiện đại đã được triển khai tại các nước châu Âu, Mỹ. Ngày hội STEM của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên đã thu hút học sinh 30 lớp và gần 20 đơn vị là các doanh nghiệp, các trường đại học, học viện, các nhà trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo, trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tham gia ngày hội, các thầy cô giáo và các em học sinh được trực tiếp tham quan trải nghiệm với hơn 100 sản phẩm trưng bày là các mô hình thí nghiệm gần gũi với cuộc sống, gắn liền với sự phát triển của thế giới công nghệ hiện nay và do các em học sinh tự sáng tạo thể hiện. Chương trình đã góp phần hỗ trợ trang bị kiến thức và kỹ năng sống để học sinh có thể phát triển ý tưởng sáng tạo và được hướng nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chương trình thực sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nếu như những năm trước đây, toàn tỉnh có 65 tổ diệt chuột thì đến năm 2018 chỉ còn 18 tổ. Tuy nhiên, do tỉnh ta có cơ chế hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột thay thế phương pháp đánh bắt chuột bằng thủ công cho các địa phương nên tình trạng chuột phá hoại cây trồng giảm nhiều so với trước. Hiện nay, các địa phương như Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên vẫn duy trì 18 tổ diệt chuột. Các tổ họp bàn với nhân dân thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ diệt chuột với các hộ dân và diệt bằng hình thức đặt cạm bẫy hoặc đào hang đánh bắt bằng các biện pháp thủ công. Các hộ dân sẽ trả từ 40 đến 60 nghìn đồng một vụ cho tổ. Việc khoán cho tổ diệt chuột cũng được quy định cụ thể. Những ruộng bị chuột gây hại 5% trở lên thì tổ diệt chuột phải bồi thường cho nông dân nên đã nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong tổ. Vì vậy, tình trạng chuột phá hại lúa và hoa màu ngày càng giảm. Các tổ hoạt động hiệu quả như tổ diệt chuột xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, Hiệp Cường, Nhân La, huyện Kim Động, Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Qua tìm hiểu nhận thấy cây măng tây đem lại hiệu quả kinh tế cao, đầu năm 2017, chị Nguyễn Thị Thuật, thôn 2 xã Đức Hợp huyện Kim Động đã đầu tư trồng cây măng tây và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tháng 3 năm 2017, chị Thuật trồng thử nghiệm 6 sào măng tây trên cánh đồng Thanh Mai Nga của xã Song Mai. Diện tích ruộng được chị mua lại phục vụ sản xuất. Sau 4 tháng trồng, 6 sào măng tây đã cho thu hoạch và kéo dài khoảng 8 tháng với sản lượng hơn 1 tấn sản phẩm. Măng được xuất cho thương lái Hà Nội với giá bán 120.000 đồng một kg, trừ chi phí cho thu lãi 144 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng lúa. Do có hiệu quả kinh tế cao, đầu năm 2018, chị Thuật đã mở rộng diện tích trồng măng tây lên 2 mẫu. Thưa quý vị và các bạn, do sự phối hợp chưa nhịp nhàng giữa các bên trong giải quyết tồn tại thiếu sót trong phê duyệt, quy hoạch và quá trình thi công triển khai dự án chỉnh trang đô thị Văn Nhuế, khiến dự án chậm tiến độ, gây bức xúc cho nhân dân. Dự án chỉnh trang khu đô thị Văn Nhuế được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2355 QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011. Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hưng Hải là đơn vị trúng thầu dự án. Công trình có tổng mức đầu tư gần 267 tỷ đồng với hình thức đầu tư BT, hợp đồng chuyển giao khai thác. Theo đó, nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng và chuyển giao thu hồi vốn bằng dự án đất phân lô bán nền. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án có nhiều bất cập tại tuyến phố đi qua khu dân cư thuộc xóm trên đường chỉ rộng 3 mét như thế này. Tại tuyến số 2, nhà thầu thi công đường trong khi vẫn còn 13 cột điện cũ giữa đường chưa được di chuyển gây mất an toàn giao thông. Mặc dù không có tai nạn về người nhưng đã có phương tiện bị hỏng nặng phải sửa chữa gây bức xúc trong nhân dân nơi đây. Tối có khi đi mà mắt chúng tôi là va cả vào cột điện. Cái thứ hai là cái dây thì nó thấp tè như này, chúng tôi đi thấy nguy hiểm lắm. Có lúc là trời mưa nó còn buông thõng xuống cơ, rồi va cả vào người. Đi lại là ngã rất nhiều. Do cái nắp hố ga này nè, ai đâu làm đường xong mà lại để cái nắp hố ga như thế này thì ai nhìn được, ai coi được. Cũng liên quan đến công trình điện, việc thiết kế vị trí đặt 4 trạm biến áp không hợp lý, cần phải điều chỉnh và phê duyệt lại thiết kế do vị trí lắp đặt ban đầu đều nằm ở vị trí đông người qua lại. Theo quyết định phân công của Ủy ban tỉnh, Ban huyện là cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Giải phóng mặt bằng các hệ thống điện cũ thì là trách nhiệm của Ban huyện. Thì huyện phải lập thiết kế, sau đó phê duyệt cái tiền giải phóng mặt bằng ấy và kinh phí của giải phóng mặt bằng sau này nhà đầu tư sẽ đối trừ. Thì vừa rồi chúng tôi đã phải điều chỉnh lại thiết kế của 4 trạm biến áp. Thế nên ra sau khi hoàn thành cái trạm biến áp ấy thì việc đấu ngầm xong thì chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với huyện cùng với chi nhánh điện lực huyện Nha để coi như là di chuyển. Cái đường điện đấy. Làm việc với đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào, đại diện ngành điện Hưng Yên và đại diện chủ thầu cho thấy trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc huyện Mỹ Hào tham mưu trình duyệt thiết kế và đôn đốc kiểm tra thi công là do chủ đầu tư, nhưng các bên còn chưa sâu sát và chủ động phần việc của mình khiến công trình chậm tiến độ 4 năm gây khó khăn trong đời sống của người dân nơi đây. Dù đã hết thời hạn từ cuối năm 2017, nhưng nhiều diện tích bến bãi trái phép ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu vẫn chưa giải tỏa, bàn giao lại mặt bằng. Theo biên bản thanh lý hợp đồng thuê ruộng giữa Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, huyện Khoái Châu với người sử dụng là anh Phan Khắc Cảnh, đến ngày 30 tháng 12 năm 2017 phải giải phóng mặt bằng, bàn giao trả lại nguyên trạng toàn bộ trên 15.000 m2 ruộng canh tác. Sau đó, đơn vị sử dụng đã xin lùi thời hạn một tháng. Thế nhưng đến nay, đơn vị sử dụng mới chỉ tiến hành san ủi được khoảng trên 5.000 m2 ruộng thuê của người dân. Phần còn lại gần 10.000 m2 ruộng công điền của xã vẫn được sử dụng để tập kết cát như thế này. Ủy ban Nhân dân xã đã nhiều lần đôn đốc nhắc nhở, song đơn vị này vẫn rất chậm trễ. Được biết, toàn bộ diện tích trên được cho thuê từ năm 2015, sau đó người thuê đã sử dụng làm bến bãi chất chứa vật liệu xây dựng. Vì vậy, việc thanh lý hợp đồng trả lại nguyên trạng ruộng canh tác cũng là một trong những nội dung của kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2017. Với nguyên tắc sản xuất đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường, ngay từ khi đi vào hoạt động năm 2009, công ty trách nhiệm hữu hạn Curex Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Phố Nối A đã thực hiện khá tốt việc xử lý nước thải và là một trong số ít doanh nghiệp được cấp phép xả thải nước trực tiếp ra môi trường. Để đáp ứng cho dây chuyền tái chế giấy,
Trung bình mỗi ngày đêm, công ty này sử dụng gần 5.000 mét khối nước. Vì vậy, ngay sau khi hoạt động, công ty đã tiến hành vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 8.000 mét khối ngày đêm. Đây là hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ sinh học hiếu khí. Hệ thống xử lý hóa lý gồm bể thu gom, bể điều hòa, bể phản ứng, bể tuyển nổi. Hệ thống hiếu khí gồm bể hiếu khí và bể lắng sau, cùng với đó là hệ thống xử lý bùn giấy. Theo đó, toàn bộ nước thải được thu gom qua hệ thống bể nước sẽ được sục và ổn định độ pH, sau đó sử dụng các biện pháp hóa học tạo bọt khí cuốn theo các chất bẩn, tạo thành váng, chuyển hóa các chất bẩn trong nước thải thành bùn. Bùn này được sấy khô, còn nước thải sẽ được khử trùng ở bể cuối và thải ra môi trường. Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, nước thải đạt tiêu chuẩn A, đủ tiêu chuẩn xả trực tiếp ra môi trường. Tình trạng lấn chiếm lòng đường để tập kết phế thải ở làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được xử lý. Thị trấn Như Quỳnh hiện có hơn 1.000 hộ dân thu gom và tái chế nhựa. Lượng phế thải lớn nên phần lớn các hộ sản xuất đều lấn chiếm lòng lề đường giao thông làm điểm tập kết phân loại rác thải. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài cả ở khu dân cư và khu làng nghề sản xuất tập trung. Những đống nhựa phế liệu to đùng xuất hiện ở rất nhiều đường làng ngõ xóm, thôn Minh Khai. Có những điểm bị lấn chiếm 1/2 lòng đường, không chỉ là mất mỹ quan mà còn cản trở giao thông, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, các cấp hội đoàn thanh niên của huyện Mỹ Hào luôn xung kích nỗ lực từng ngày cùng nhân dân hoàn thành các tiêu chí, thực hiện các công trình phần việc có ý nghĩa theo đúng chủ đề, chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Với lực lượng trên 5.000 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 255 chi đoàn, các cơ sở đoàn đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động chọn việc và những lĩnh vực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng thiết thực. Tham gia hàng nghìn ngày công đổ bê tông được hơn 20 km đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 17 km kênh mương nội đồng, ra quân bóc xóa biển quảng cáo, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đồng thời, các cơ sở đoàn cũng thành lập 17 tổ dọn vệ sinh môi trường trên 16 tuyến đường thanh niên tự quản nhằm nâng cao ý thức của người dân và đảm bảo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Với sức trẻ và tinh thần tiên phong gương mẫu, đoàn kết sáng tạo, tuổi trẻ huyện Mỹ Hào đã làm tốt vai trò xung kích tình nguyện, tham gia tích cực vào việc xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Không chỉ là bí thư đoàn trường năng nổ, thầy giáo Phạm Trịnh Cương Chính, trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi, còn là một trong những giáo viên đi đầu trong phong trào khai thác việc đổi mới phương pháp dạy với sáng kiến chiếu văn bản giấy lên máy chiếu bằng smartphone thông qua sóng Wi-Fi và PC hoặc laptop. Sáng kiến chiếu văn bản giấy lên máy chiếu bằng smartphone thông qua sóng Wi-Fi và máy tính được áp dụng theo phương pháp hình ảnh văn bản giấy được đặt phẳng, thu vào smartphone đã cài đặt phần mềm Roycam thông qua camera rồi chuyển đến laptop qua sóng Wi-Fi đã cài đặt phần mềm Roycam rồi chiếu lên màn hình máy chiếu bằng kết nối qua cáp VGA. Sáng kiến này giúp học sinh và giáo viên không phải viết nội dung lên trên bảng mà chiếu nội dung lên màn hình máy chiếu để học sinh thuyết trình bài làm và ý tưởng của mình. Hoặc trong quá trình thảo luận nhóm giáo viên di chuyển quan sát thấy học sinh có các phương pháp làm hay thì có thể chiếu ngay tại vị trí đó lên bảng bằng smartphone cầm trên tay, giúp những nhóm yếu hơn có thể tham khảo. Hiện sáng kiến đã được áp dụng tại trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão từ năm 2017 cho hầu hết các bộ môn trong trường, mang lại hiệu quả trong giảng dạy và là một trong những sáng kiến có tính ứng dụng cao, lọt top 5 trên 303 công trình sáng kiến, được bình chọn nhiều nhất trong chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2017. Đồng chí Chính với cương vị là bí thư đoàn trường luôn luôn năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động của đoàn trường. Về công tác chuyên môn thì tuy đồng chí có tuổi đời rất là trẻ nhưng đồng chí có cái năng lực rất là tốt. Đặc biệt là đồng chí luôn đi đầu trong cái phong trào thay đổi phương pháp kỹ thuật dạy học mới để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện đã được giáo viên toàn trường hưởng ứng và các đồng chí giáo viên trong trường ấy đã ứng dụng vào bài giảng của mình rất là hiệu quả.
Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn năm nay, thầy giáo Phạm Trịnh Cương Chính là đại diện duy nhất của tỉnh được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng dành cho cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc vì đã có những sáng tạo đột phá trong thay đổi phương pháp dạy học tích cực. Chính thức hoạt động tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2000, trong 18 năm qua, công ty bảo việt nhân thọ AIA Việt Nam đã nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc, luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Ngày 29 tháng 10 năm 2017, anh Nguyễn Như Đức và chị Nguyễn Thị Hương, thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu đã tham gia hợp đồng bảo hiểm cho con gái là cháu Nguyễn Thị Huyền Trang sinh năm 2009. Với mệnh giá bảo hiểm là 900 triệu đồng, sản phẩm An Bình Ưu Việt, với mục tiêu bảo vệ tài chính cho gia đình và bảo vệ cho cháu nếu không may gặp rủi ro. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra với cháu Trang và gia đình ngày 27 tháng 11 năm 2017, khi đang tham gia giao thông tại Bến Đỏ, cháu Trang không may gặp phải tai nạn và đã tử vong sau đó. Sau khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, căn cứ vào những điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng, công ty AIA đã nhanh chóng thẩm định và chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình là anh Nguyễn Như Đức với tổng số tiền là 1 tỷ 125 triệu 563 nghìn đồng. Tôi tham gia cái hợp đồng này trong con gái tôi là sản phẩm là An Bình Ưu Việt với số phí đóng là 3 triệu 200 nghìn đồng một năm và tôi đóng theo quý là 800 nghìn đồng. Nhưng mà không may rủi ro xảy ra là con tôi được một tháng thì bị xảy ra rủi ro tai nạn và con tôi mất. Thì công ty bảo hiểm cũng chấp thuận là chi trả quyền lợi cho con tôi với số tiền là 1 tỷ 125 triệu 563 nghìn đồng. Tính đến hết tháng 12 năm 2017, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 345.000 trường hợp khách hàng gặp rủi ro và hoàn thành các khoản tiền tiết kiệm với tổng số tiền gần 3.000 tỷ đồng. Tại Hưng Yên, AIA Việt Nam đã chi trả cho hàng ngàn trường hợp với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện tại chúng tôi đã phát triển văn phòng đầu tiên, đó là văn phòng AIA tại Phố Lối. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, trải qua hơn 7 năm hình thành và phát triển, thì AIA Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên đã phát triển ra được 4 cái văn phòng đại diện, và trong đó có văn phòng AIA tại Khoái Châu. Văn phòng AIA tại Khoái Châu của chúng tôi thì được thành lập vào tháng 11 năm 2016. Trải qua hơn một năm hình thành và phát triển thì chúng tôi đã đại diện cho phía trung của tỉnh Hưng Yên, đã phục vụ khách hàng rất là chu đáo và nó mang lại rất là nhiều quyền lợi cho quý khách hàng. Do có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ và cho công tác cộng đồng, 18 năm qua AIA Việt Nam đã 9 lần vinh dự được nhận giải thưởng Rồng Vàng và liên tục được người tiêu dùng trên cả nước bình chọn là thương hiệu bảo hiểm nổi tiếng tại Việt Nam, được các bộ ngành nhiều lần khen thưởng. Ngày 26 tháng 3, Công an huyện Văn Giang tổ chức tiến hành tiêu hủy 44,6 kg pháo do người dân tự giác giao nộp trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo Công an huyện cho biết, số pháo trên gồm các loại pháo như pháo cối, pháo nổ, pháo hoa, pháo bánh với tổng số lượng là 44,6 kg, đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và do người dân tự chế. Hiện Công an huyện Văn Giang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. Vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3, trên quốc lộ 38B, đoạn qua địa bàn thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe ô tô đâm vào 4 người đi bộ, làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, lái xe đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cấp cứu người bị nạn và gây khó khăn cho các cơ quan chức năng. Vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô biển kiểm soát 29A10565 do Nguyễn Văn Quyền sinh năm 1984 ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, lưu thông hướng từ huyện Phù Cừ về thành phố Hưng Yên đến địa phận thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã đâm vào 4 người đang đi bộ cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn giao thông đã làm cả 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân Bùi Đăng Phát sinh năm 2001 ở tiểu khu 7 thị trấn Vương đã tử vong. Sau khi gây tai nạn, lái xe điều khiển phương tiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường, khiến người dân bất bình. Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29A10565 gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm vào ngày 7 tháng 3 năm 2018. Chủ xe là ông Phạm Văn Thụy ở xã Trung Nghĩa. Hiện Công an Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn, xử lý theo quy định của pháp luật.